bạn, chào các bạn nha. Thường thì các bạn trang điểm á, khi đến bước chải mascara thì các bạn chải cho lông mi trên trước đúng không? Nhưng tôi khuyên các bạn á, nên chải cho lông mi dưới trước nha. Chắc các bạn nghe tôi nói vậy thì các bạn ngạc nhiên lắm đúng không? Hãy thực hiện theo tôi để không bị lem và trán không bị nhăn sớm nha. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một tí xíu kinh nghiệm. Vì tôi thường thấy rất nhiều khách hàng các bạn nữa là hay bị gặp phải các vấn đề là mí mắt trên cứ thường hay bị dính mực của mascara, đôi khi bị dính mực cả hai mí trên mắt hoặc là mí dưới mắt nữa. Nguyên nhân chải mascara mà bị dính mực mí mắt trên, dính mực mí mắt dưới là do cái vùng da gần mí mắt của bạn bị ẩm ướt, bị dầu. Do mắt trên của bạn bị bụp, bị mở mắt hoặc là bị sụp mí. Tình trạng này thường là do các người mà mắt một mí nữa, mắt có mí lót nè, hoặc là người mà lớn tuổi khi mà cái thị lực mắt đã kém rồi đó. Nên khi chải mascara cho mí trên thì không nên nhìn lên quá, mà hãy nhìn ngang bình thường thôi. Muốn tránh mực dính vào mí trên thì bạn nên chải mascara cho mí dưới trước, xong thì mới chải cho mí trên sau. Còn nếu mà các bạn chải mí trên trước á, mực chưa kịp khô á, thì trong khi các bạn nhướng mắt lên á, để mà chải mi dưới á, thì mực sẽ dính vào da mí trên rồi bị lem. Và thêm một cái thói quen không tốt nữa là khi nhướng mắt lên á, như vậy á, thì khi mà mình trợn mắt to lên như vậy để mà mình chải mascara trên á, thì sẽ khiến cho trán các bạn á, hình thành cái nếp gấp, trán mau nhăn đi, trông sẽ già hơn. Để tôi nhắc lại các bạn các bước theo cái trình tự mà để các bạn thực hiện cho không có bị nhăn trán sớm nha. Điểm này cũng quan trọng lắm nghe các bạn à. Vì nếu các bạn thuộc cái gu mà trang điểm thì mỗi ngày các bạn phải thực hiện ít nhất một lần. Vậy thì cái vết nhăn trán bị tập, các bạn tập mỗi ngày luôn, nhướng lên, nhíu mày nè, lên nè, ít nhất là một lần. Cho nên có nhiều bạn còn rất trẻ mà trán bị nhăn rồi nhưng lại không có hiểu nguyên nhân gì sao mà trán của mình lại bị nhăn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhắc cho các bạn bị cái tình trạng như là nãy giờ mình đã nói nha. Hằng ngày trang điểm sau khi đã đánh nền, phấn phủ, phấn mắt xong, bước sắp hoàn tất cho đôi mắt là thì mình sẽ đến chải mascara phải không? Nhưng mà trước khi chải mascara thì các bạn nên dùng cây cọ nhỏ lấy ít phấn khô rồi phủ lên trên cái phần da mà gần mí mắt cho thật là kỹ nha, phủ sát lông mi, thậm chí mà phủ lên cái phấn lên trên cái mi luôn cũng càng tốt thôi. Vì khi mi mà phủ trước một ít phấn thì khi chải mascara sẽ trong mi mình dày hơn, trong mi mình nhiều hơn, đẹp hơn. Nếu muốn cho cái hàng mi trên của bạn cong và đẹp hơn, hãy chải mascara nhiều ở cái góc mi để định hình lại cái chân mi của mình, giữ cái nếp ngay đó để cho nó hướng lên, nó cong lên. Chỉ nên chải một chút mascara phớt nhẹ ở phần ngọn mi thôi nha. Bình thường thì các bạn lại làm ngược lại, là các bạn chải mascara nhiều ở cái đọt mi. Do đó cả cái hàng mi trên của các bạn sẽ có cái xu hướng nó trùng xuống, cụp xuống vì nó nặng đó, nên khó có thể mà nó cong lên được thời gian lâu. Còn việc mà tôi khuyên các bạn nên phủ thêm ít phấn lên da gần mi mắt á, là để cho cái phần da này á, được khô thì sẽ tránh được bị lem mực của mascara. Nếu để da gần mi mắt mà bị dầu, bị ướt á, thì khi chải mi á, sẽ dễ bị lem. Cho dù không lem ngay lúc chải thì cũng sẽ lem sau khi mà chúng ta cười, chúng ta nheo mắt. Nên muốn tránh lem thì phải giữ cho da phần mí mắt thật khô là bằng cách mình dùng cây cọ nhỏ có lông mềm và lông thưa để phủ thêm cái lớp phấn bột và chọn loại mascara mà không trôi. Khi chải thì bạn nên chải mascara cho mí dưới trước rồi mới chải lên mí trên sau. Khi chải mí dưới thì chúng ta hơi nhìn lên một tí thôi, thực hiện khác hơn mí trên, hoàn toàn ngược lại hết á. Nghĩa là khi chải cho mi dưới không chải sát vào chân mi để nhìn mắt của chúng ta nai hơn, hiền hơn và trong mắt chúng ta to hơn, sáng hơn. Điểm thứ ba nữa là phải chải mascara cho cái đọt mi dưới nhiều hơn là cái góc mi, để cái đọt mi dưới nó nặng rồi nó sẽ tự động cong xuống thôi. Còn khi chải mi trên thì không nên nhìn lên quá mà phải nhìn ngang hoặc là nhìn hơi hướng xuống một tí, như vậy thì sẽ tránh được nhăn trán và không lem mascara. Nhưng nếu các bạn lỡ tay chạm da làm lem mascara
thì các bạn đừng có vội mà bôi xóa liền nha, mà phải đợi cho thật khô cái mực rồi mới xử lý. Khi mực đã khô á, thì bạn dùng bông tăm khô chùi đi. Nếu không có mất hẳn á, thì các bạn á, hãy dùng kem che khuyết điểm nha, để che lại cái vết mà mình mới chùi đó, rồi mình mới phủ thêm lên cái vết đó một tí phấn, thế là xong. Chứ không nên mà bôi xóa tẩy trang lại cả mặt hết trơn rồi mình phải là trang điểm lại, rất là mất công nha các bạn. Khi bị lông mi á, làm lem mực mascara á, có bạn á, sẽ bảo là do mascara kém chất lượng thì cũng đúng một phần. Còn đã dùng mascara tốt rồi á, loại không trôi nữa rồi đó mà vẫn bị lem thì là do chưa xử lý đúng cái vùng da mi mắt á, cho khô. Nó còn dầu đó các bạn, vì do dầu á, trong kem nền, dầu trong kem dưỡng da nè, hoặc là dầu trong kem dưỡng mắt nó ở gần đó đó. Mà dầu á, là một cái chất, mà một cái thành phần có trong cái sản phẩm tẩy trang, do đó là cái nguyên nhân mà gây ra lem, và còn là cái trường hợp cũng dễ gây lem mascara nữa. Đó là trước khi mà chải mascara thì bạn đã có mà chải serum mọc mi hoặc là chải dưỡng mi cũng khiến mi vẫn bị lem khi đã dùng mascara chất lượng tốt. Mong các bạn xem kỹ lại clip này nha, hy vọng sẽ khắc phục được các bạn nào hay gặp tình trạng lem mi. Xin chào các bạn.